Xin kính chào tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh đang xem bài giảng online của kênh Mít Hạnh. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào bài 26 trang 30 của vở bài tập toán lớp 2. Đó là bài 47 cộng 5. Sau khi xem video bài giảng để ủng hộ cho cô cũng như là để ủng hộ cho kênh thì các em hãy nhớ nhấn nút like video bài giảng. Các em có thể chia sẻ video lên mạng xã hội giúp cô. Đặc biệt bạn nào chưa đăng ký kênh thì các em hãy nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ nhé. Chúng ta sẽ nhấn vào nút đăng ký màu đỏ ngay phía dưới góc phải màn hình đấy và nhấn vào biểu tượng hình cái chuông ở bên cạnh để có thể sớm cập nhật các cái video mới khi có bài lên. Bây giờ chúng ta sẽ không phải chờ đợi nữa, chúng ta sẽ đi vào bài số 1. Ở đây là tính. Tính thì chúng ta sẽ tính ở hàng đơn vị trước. Kem lấy 7 cộng 4 này. 7 cộng 4 bằng 11. Kem viết 1. Kem nhớ 1 sang đây. 8 nhớ thêm 1 nữa bằng 9. Như vậy kết quả chúng ta sẽ bằng 91. Tiếp theo, chúng ta sẽ cộng hàng đơn vị trước, 7 cộng 5. 7 cộng 5 bằng 12, kem viết 2 nhớ 1. Đấy, cái hàng đơn vị này, nó phải thẳng cột hàng đơn vị phía trên này. Đấy, hàng chục thẳng cột hàng chục, đúng không ạ? 7 này nhớ thêm 1 nữa bằng 8. Kết quả của ta bằng 82. Tiếp theo, 67 cộng với 6, kem cũng cộng hàng đơn vị trước, 7 cộng 6 bằng 13, kem viết 3 nhớ 1 sang đây. 6 nhớ thêm 1 nữa bằng 7, kết quả bằng 73. Tiếp theo nữa, 57 cộng 7, cộng hàng đơn vị trước này, 7 cộng 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1, 5 nhớ thêm 1 nữa bằng 6, kết quả bằng 64. Sang bài tiếp theo, 47 cộng với 8, 7 cộng với 8 bằng 15, kem viết 5, nhớ 1, 4 nhớ thêm 1 nữa bằng 5, kết quả bằng 55. 37 cộng 9, kem lấy hàng đơn vị cộng trước, 9 cộng với 7 bằng 16, kem viết 6 nhớ 1, 3 nhớ thêm 1 bằng 4, kết quả của ta bằng 46. 27 cộng thêm 3, kem cộng đơn vị này, 7 cộng 3 bằng 10, 10 vòng 0 nhớ 1, 2 nhớ thêm 1 nữa bằng 3, kết quả bằng 30. 17 cộng 10, cũng như vậy, kem cộng hàng đơn vị trước, 7 cộng với 0 thì bằng 7. Bằng 7 thôi, số có một chữ số chúng ta không phải nhớ, đúng không ạ? 1 cộng 1 bằng 2, kết quả bằng 27. Tiếp theo, 7 cộng với 18, kem cộng hàng đơn vị trước, 7 này là hàng đơn vị, kem cộng với hàng đơn vị 8 này. 7 cộng 8 bằng 15, viết 5 nhớ 1, 1 này nhớ thêm 1 nữa bằng 2, kết quả bằng 25. Cuối cùng, 18 cộng với 7, kem cũng cộng hàng đơn vị trước, 8 cộng với 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1, 1 nhớ 1 nữa bằng 2, kết quả bằng 25. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 2. Viết số thích hợp vào ô trống, chúng ta có số hạng tổng. Như vậy cái tổng, cái ô này này thì nó sẽ bằng tổng của hai số ở phía trên. Như vậy chúng ta sẽ nhẩm tổng này. Chú ý cộng nhá. Cộng thì hàng đơn vị phải cộng với hàng đơn vị. 7 cộng 6 bằng 13 này. Kem viết 3 này. Kem nhớ 1 sang đây. 1 này hàng chục, 1 nhớ 1 nữa bằng 2. Như vậy kết quả của ta bằng 23. Tương tự cái con này. Kem lấy 28 cộng 5. Con 5 này ở hàng đơn vị nhá. Hàng đơn vị thì em phải cộng với 8 này. Kem lấy 8 cộng 5 bằng 13. Kem viết 3, nhớ 1 sang đây. 2 này nhớ thêm 1 nữa bằng 3. Như vậy kết quả của ta bằng 33. Em có thể đặt phép tính ra ngoài nháp cũng được, hoặc chúng ta tận dụng ở đây chúng ta nhẩm luôn cũng được. Ở đây thì con 4 này là hàng đơn vị. Kem sẽ phải cộng với con 9 ở hàng đơn vị này. Kem lấy 9 cộng với 4. 9 cộng 4 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 3 này nhớ thêm 1 nữa bằng 4. Đấy, con 4 này cộng với con 9 nhưng mà là ghi lấy 4 cộng 3 là sai các em nhé. Đấy, kem lấy hàng đơn vị phải cộng hàng đơn vị. Đấy, vậy kết quả của ta bằng 43. Tiếp theo, 47 cộng 7. Hàng đơn vị cộng đơn vị này, 7 cộng 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 4 này hàng chục nhớ 1 nữa bằng 5. Kết quả bằng 54. 7 cộng 23. Con 7 này hàng đơn vị, kem phải cộng với hàng đơn vị đây. Như vậy 7 cộng 3 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 này nhớ 1 nữa bằng 3, kết quả bằng 30. Cuối cùng, 67 cộng 9.
67 cộng với 9 ở đây kem lấy hàng đơn vị cộng với đơn vị, đúng không ạ? 7 này hàng đơn vị cộng với 9 đơn vị này. 7 cộng 9 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 6 này nhớ thêm 1 nữa bằng 7. Kết quả bằng 76. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong hai bài tập đầu tiên. Bạn nào cần có thể dừng video bài giảng của cô một chút nhé. Sang bài tập số 2, sang bài tập số 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau. Bình có 17 cái bưu ảnh. Hòa có nhiều hơn Bình 4 bưu ảnh. Hỏi Hòa có bao nhiêu bưu ảnh. Như vậy Hòa có số bưu ảnh là các em sẽ lấy 17 các em cộng thêm 4. Và các em có thể đặt nháp ra ngoài nháp, đúng không ạ? 17 cộng 4 này, ta đặt ra nháp. Còn 4 này là hàng đơn vị, các em nhẩm với hàng đơn vị là số 7 này. Lấy hàng đơn vị cộng với đơn vị. 7 cộng với 4 bằng 11, viết 1 nhớ 1 sang. 1 này nhớ thêm 1 nữa bằng 2. Như vậy kết quả của ta sẽ bằng 21. 21. Như vậy Hòa có số bưu ảnh là 17, kem cộng 4 bằng 21 bưu ảnh. Đáp số. Sau bài tập số 4, khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng số hình tứ giác. Như vậy các em sẽ đặt cho cô, đây là hình số 1, đây là hình số 2, đây là hình số 3, đây là hình số 4. Chúng ta có 4 cái mảnh ghép, đúng không ạ? 4 mảnh ghép, 1, 2, 3, 4. Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đếm hình tứ giác. Hình tứ giác thì nó là hình có 4 cạnh, thì nó là tứ giác, đúng không ạ? Vậy cái mảnh ghép thứ nhất này, nó là hình tứ giác này. Như vậy cái mảnh ghép 1 này là hình tứ giác. Cái mảnh ghép thứ 2 này cũng là hình tứ giác, bởi vì nó có 4 cạnh này. 1, 2, 3, 4, đúng không ạ? Mảnh ghép thứ 3 này cũng là hình tứ giác, có 4 cạnh này. 1, 2, 3, 4. Và mảnh ghép thứ 4 này cũng là hình tứ giác, có 4 cạnh. 1, 2, 3, 4. Như vậy chúng ta có 4 cái tứ giác nhỏ trước nhá. Như vậy ở đây là chúng ta sẽ có 4 cái tứ giác nhỏ này. Đó là cái mảnh ghép 1 này, cái mảnh ghép 2 này, 3 này, 4 này. Các em sẽ đếm, đây là 1 hình tứ giác, 2 hình tứ giác, 3 hình tứ giác, 4 hình tứ giác rồi. Được chưa? Tiếp theo, cái mảnh 1 này, 2 cái mảnh 1 cộng với 2 thì nó cũng ra 1 hình tứ giác. Đây, 2 cái này ghép với nhau thành hình tứ giác này. Có 1 cạnh này, 2 này, 3 này, 4, đúng không? Như vậy 1 cộng với 2 cũng ra 1 hình tứ giác nữa. Cứ một cái như này là một hình nhá, chứ không phải đọc đây là hai hình là sai nhá. Mà đây là đọc cái này là đọc bốn hình là sai. Nhưng cái hình 4 này, cái mảnh ghép thứ tư này cũng là hình tứ giác. Được chưa? Chúng ta sẽ đọc đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Cái này là 5 này, hai cái này cộng lại là thành hình tứ giác thứ 5 này. Cái mảnh số 4 cộng với mảnh số 3 cũng là hình tứ giác đây. Đây cũng là hình tứ giác này. Đây tạo thành hình tứ giác lớn, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có mảnh 3 cộng với 4 được tiếp một hình tứ giác nữa. Như vậy chúng ta có 4 cái hình tứ giác nhỏ này, hai cái hình tứ giác ghép này thành 6 rồi, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta lấy cái mảnh 1 kem ghép với mảnh 4, hai cái này ghép nhau ra hình tứ giác này. Đây, nó sẽ ra hình tứ giác này. Như vậy mảnh 1 cộng với 4 cũng là hình tứ giác. Mảnh 2 cộng với 3 cũng là hình tứ giác, em hai cái này ghép nhau thành hình tứ giác này. 1 2
3, 4 đúng không ạ? Như vậy hai cái này ghép tạo thành hình tứ giác này. Như vậy chúng ta sẽ có tiếp tục là 2 cộng với 3 cũng ra hình tứ giác. Đúng chưa? Và cuối cùng 4 cái mảnh ghép này nó ghép thành một hình tứ giác lớn. Đây, hình tứ giác này. Như vậy cả 4 cái mảnh ghép là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4, nó lại ra một hình tứ giác nữa. Đúng chưa? Như vậy cứ mỗi cái ngăn cách nhau bởi một dấu chấm phẩy này thì nó là một hình tứ giác. Chúng ta đọc này. Đây là có 4 cái hình tứ giác nhỏ này. Hình 1, hình 2, hình 3, hình 4 là chúng ta được 4 hình tứ giác nhỏ này. Đây là 1 với 2 thêm hình tứ giác nữa. Đây là hình 5 này. Đây thành 6 này. Đây thành 7 này. Đây thành 8 này. Đây thành 9. Như vậy chúng ta có tất cả 9 hình tứ giác. Kem sẽ khoanh vào đáp án chính là 9 hình. Cô nói lại cho em một chút ở đây. Chúng ta có 4 hình tứ giác nhỏ rồi đúng không ạ? Hình thứ 5 này. Ghép hai hình này này. Được hình thứ 5. Hình thứ 6 ghép hai hình này này. Đấy. Hình thứ 7 là ghép hai hình này này. Đây được hình thứ 7 này. Hình thứ 8 ghép hai hình này này. Và hình thứ 9 chúng ta ghép cả 4 hình này chúng ta được hình tứ giác này. Phải không nào? Như vậy chúng ta có tất cả là 9 hình tứ giác. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được toàn bộ các cái bài tập của bài 26 trang 30 vừa bài tập toán lớp 2. Để ủng hộ cho cô thì các em hãy nhớ like video bài giảng và nhấn đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video bài học tiếp theo.